Cũng trong ngày 4 tháng 11 tại Hà Nội, đại diện chính phủ Anh và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã ký cam kết về hợp tác phát triển giáo dục đại học giữa Việt Nam và Anh trước sự chứng kiến của ngài Vin Capbo, Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, Sáng tạo và Kỹ năng Anh Quốc và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Đại sứ Anh tại Việt Nam, tiến sĩ Anthony Stock, đại diện chính phủ Anh và ngài Graham Davy, hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã ký cam kết về hợp tác phát triển giáo dục đại học giữa hai nước thông qua sự tham gia của chính phủ Anh và Đại học Anh Quốc tại Việt Nam, cung cấp các khóa học của nhiều trường đại học danh tiếng tại Anh như Đại học London, Đại học Staffordshire. Sự kiện này thể hiện mong muốn của chính phủ Anh mang tới cơ hội cho sinh viên Việt Nam được tiếp cận nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới với sự hỗ trợ về chi phí học tập như sinh viên bản địa. Đại sứ Anthony Stock đánh giá cao sự phát triển trong mối quan hệ hai nước từ khi Việt Nam và Anh Quốc trở thành đối tác chiến lược vào năm 2010, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược này, đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Anh trong hoạt động và chiến lược phát triển. Ngay sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển giáo dục đại học, một biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Kế toán công của Anh và xứ Wales đã được ký với Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam.